Xin chào tất cả các em, hôm nay là ngày Giáng sinh, các em có đi đâu chơi không? Và trong không khí Noel cùng với mùa ôn thi học kỳ này thì chị sẽ cùng với các em học tác phẩm làng của nhà văn Kim Lân trong cuốn sổ tay văn học này nhé. Tôi vẫn còn nhớ nhà văn Nguyên Hồng đã từng phán về người đồng nghiệp của mình. Kim Lân một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Quả thực, bằng giọng văn chân chất, giản dị, Kim Lân đã đưa sinh hoạt làng quê và cảnh ngộ của người nông dân vào những trang văn của mình, cùng với một tâm hồn đầy tình cảm yêu thương và gắn bó với quê hương đất nước. Ông viết không nhiều, nhưng chừng ấy tác phẩm cũng đủ để ghi danh nhà văn trên văn đàn như một cây bút có biệt tài sáng tác truyền ngắn, một người nông dân thực thụ về nông thôn Việt Nam. Đó là lời giới thiệu về nhà văn Kim Lân, và bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang phân tích chi tiết diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai. Ở nơi tàn cư, ông Hai nhớ làng Gia Diết. Tối nào cũng vậy, sau khi xong xuôi việc nhà, ông lại sang bên gian nhà bác Thứ để trò chuyện. Sau tất cả những chuyện chính trị, quân sự nghe ngóng được, ông kể về chuyện làng của mình. Nỗi nhớ làng khiến ông lão thay đổi cả tâm tính, lúc nào cũng thấy bực bội, hơi tí là gắt, hơi tí là chửi. Khi nói về chuyện làng, ông lão vui mừng, náo nức đến lạ thường. Hai con mắt của ông sáng hẳn lên, cái mặt biến chuyển hoạt động. Tình yêu làng của ông được gói gọn trong những chữ khoe. Ông khoe làng ông có cái phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa rộng rãi nhất vùng, cho phát thanh thì cao bằng ngọn tre, chiều chiều loa gọi cả làng đều nghe thấy. Ông khoe làng ông nhà ngói san sát, sầm uất như tỉnh, đường trong làng toàn lát đá xay, trời mưa trời gió tha hồ đi khắp đầu làng cuối xóm, bùn không dính đến gót chân. Tháng năm ngày 10 phơi rơm, phơi thóc thì tốt thượng hạng, không có lấy một hạt thóc đất. Hồi còn đế quốc Pháp, mỗi bận đi đâu xa, khoe làng ông chỉ khoe cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông. Ông có vẻ hãnh diện cho làng có cái sinh phần ấy lắm. Bây giờ khoe làng, ông lão lại khoe khác. Ông khoe những ngày khởi nghĩa rùn rập ở làng mà ông gia nhập phong trào từ thời kỳ còn bóng tối. Ông Hai vẫn có tính khoe làng như thế xưa nay. Phải hãnh diện và tự hào lắm, ông Hai mới tự tin khoe về làng của mình như vậy. Và cũng phải yêu cái làng trời giàu nhiều lắm, ông Hai mới nhớ như in từng đường đi, lối bước, từng nếp nhà, từng hình ảnh của làng. Mọi sự vật, công trình của làng qua lời khoe của ông Hai đều thật hoành tráng và đẹp đẽ. Ông lão khoe cho đỡ nhớ cái làng và ẩn chứa trong đó là niềm tự hào, hãnh diện về làng trời giàu của mình. Nỗi nhớ về quê hương của ông cứ chồng chất. Chao ôi, ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá. Ông nhớ, ông đem ra làng kể cho cái nhớ ấy phơi bớt, ông nghe ngóng nó qua báo đài, qua những người dân tản cư. Tình cảm đối với làng của ông Hai mãnh liệt nhưng vô cùng mộc mạc, giản dị và chất phác. Ở nơi tản cư, hình ảnh ông Hai hiện lên mang đầy đủ những phẩm chất quý báu của những người nông dân Việt Nam hiền lành, chịu thương chịu khó. Đối với ông, đi tản cư âu cũng là kháng chiến. Ở nơi tản cư, ông làm tất cả mọi việc, từ cuốc đất trồng rau, chăm sóc bò trẻ con. Ông cũng không quên giữ vững tinh thần quyết tâm chống giặc. Có chút gì gây khó được cho bọn giặc là ông tâm đắc lắm. Nắng này thì bỏ mẹ chúng nó, tây ấy chứ còn chúng nó nào nữa. Ngồi trong vị trí giờ bằng ngồi tù, hình ảnh ông đấm chất lung dân, với dùng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ. Người nông dân ấy hiền lên cũng thật đáng yêu. Ông ghét những người biết chữ, ra vẻ ta đây, đọc báo mà chỉ có đọc một mình, không đọc to lên cho tất cả mọi người cùng nghe. Ông quan tâm tới tình hình chính trị quốc gia, đến các tin chiến thắng của quân mình. Tin một em bé trong ban tuyên truyền bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm cắm quốc kỳ lên tháp rùa. Một anh trung đội trưởng sau khi giết được 7 tên giặc đã tự sát bằng một quả lựu đạn cuối cùng. Đội nữ du kích trung chắc giả làm người mua hàng bắt sống được tên quan hai bốt thao ngay giữa chợ. Tất cả những tin ấy khiến ruột gan ông lão cứ như múa cả lên, vui quá. Niềm vui của ông Hai là niềm vui của một con người biết gắn bó tình cảm của mình với một mệnh của toàn dân tộc. Đó là niềm vui mộc mạc của một tấm lòng yêu nước chân thành. Tình yêu làng đã hòa nhập với tình yêu nước trong con người của ông Hai. Tình cảm ấy vừa mang những nét chung rất truyền thống của con người Việt Nam yêu nước, lại mang những nét riêng hết sức độc đáo của một người nông dân chân chất, hồn nhiên như ông Hai. Tác giả Kim Lân đã rất khéo léo khi thể hiện tính cách của nhân vật
thông qua những nét tâm lý tự nhiên và chân thực như thế. Đó là phần phân tích chi tiết diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai trước khi nghe tin là theo giặc. Hy vọng rằng các bạn nhỏ của chúng ta sẽ học bài thật chăm chỉ và đạt được điểm số cao trong bộ ôn thi này nhé.